Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình sẽ với chị Hạnh, ba chị em mình sẽ đi ra cái nhà mà mình dọn dẹp để mà cho em mình ngày mai sẽ đáp sân bay xuống về Việt Nam chơi. Thì mình ra mình dọn dẹp cái nhà, cái đó là khách sạn nha các bạn. Khách sạn mini không? Khách sạn giống như là căn hộ. căn hộ để cho mẹ con ở nhà rộng rãi, chứ ở nhà nhiều khi không có đủ tiện nghi, chật chội quá đó các bạn. Cho nên mình ra mình dọn dẹp trước một ngày, rồi sau đó ngày mai mình sẽ quay một clip ra sân bay đón em mình về tới đây nha. Mời các bạn hãy cùng theo dõi cái hành trình của em mình từ Canada về Việt Nam ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi nha. Đi mở cốp ra nha. Đây là đồ đạc. Cái vỏ này á là nó có chè trong cái sống sánh rồi nó sách. Thôi chị bò xuống đi. Nhận hết lạnh đi, nhận hết lạnh. Ê, có tiền mà. Ê, có ghi số không? Kêu. Có ghi qua nhận hết lạnh cho cái gì mà. Đúng rồi, rồi, rồi. Biết rồi. Bây giờ nè, khoan, mở cái này ra đi, nóng quá bây giờ. Là cái bàn bây giờ nè. Nên mình dọn dẹp lại. À, này có hai bức tranh nè. Nằm chung với cái nằm chung tim ơi à.
Trời ơi, ba cái màu nó nổi vậy đâu á. Thêm cái chị này màu xanh nữa. Trời ơi, ta nói à. Đó là bốn màu, đúng là bốn sắc màu luôn. Bốn sắc màu gì hoài nữa hả? Không, cái màu gì hoài là nó đỡ. À, các bạn, mình thuê cái phòng này rất là lý tưởng. Đang hướng dẫn sử dụng xài máy lạnh. Thèm cơm tấm dữ lắm ha. Rồi đồ ăn trước mặt quá chừng luôn. Cái này gì vậy đây? Cái này là nó tự lấy. Vui lắm các bạn ơi. Em mình là lâu lắm rồi, mười mấy năm bây giờ nó mới về. Thì hôm nay mình là sẽ thuê nguyên một cái gian phòng này, một cái căn hộ rất là đẹp và tiện nghi ở số 39A đường Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận. Nếu như các bạn nào mà về Việt Nam mà không có nhà ở hoặc là có nhà nhỏ quá thì nên hãy ra đây nha, tiện nghi lắm. Đây rồi giờ mấy chị em dọn dẹp thu xếp để ngày mai ra đón rồi về đây luôn. À, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đầu tiên chị muốn căn hộ nhiều lắm á, nhưng mà khách đi lên hết trơn, mốt tiền làm phòng tiền phải trả thì đây lại phải lên người ta trả. Tại vì một hộ là ở đâu? Ủa? Rồi. Đi vậy bỏ nó phải chỗ. Mọi người chỗ đặng cứu. Đặng cứu. Không uống nước đá gì nghe không? Đầu tiên là cái chai. Wow. Nhưng mà tại giả đây em đi léo ra ngoài á. Ai vậy hả? Con mũi. Trời ơi, vậy là làm gì đây? Một cái, ủa nó hai cái nữa. Cái này là để là bàn không? Nè, để là bàn phải không? Nè, bàn lao, cũng lao chân mình lao nè, trong hai cái. Bây giờ để đây lao biết đi. Có cái gì con thịt mà kho. Ở nhà đem vô. Kho nhà đem vô. Thấy không? Đó, mình cái màu này không? Nè, cái này với chân nó bệnh. Thôi chân đi, này tao biết đi. Con mới thấy rõ ràng không? Chìa khóa không cho mình về đâu, Cúc thấy không? Sáng qua thấy. Sao kỳ vậy? Ừ. Sao con mình chén của mình nè, con. Chén của chị Lan đó quý tư á. Để ăn. Để đây ăn chứ bây giờ tưởng ta không có chén. Đây bỏ đây, mình mua cái bông mới để đây đẹp nè. Được rồi, đúng rồi, để đây nè. Không mà muốn mua cái máy giả. Cái máy bay á nó lăn bánh thôi, nó vừa lăn bánh vừa cất cánh là thôi là xong rồi đó. Đâu có người mà ta kết nối ta đi được, ta coi được đó. Đúng rồi, nhưng mà phải lên trên rồi mới lại kết nối được. Tại cái lúc đó thì đâu có wifi, nó đâu có mở cho mình. Khi mà nó bay đủ độ cân bằng độ cao là người ta kết nối. Nói chung là tôi thấy là đó, sau khi mấy chị vô sắp xếp rồi đây là cái chỗ này để dành cho Kim Bình nè, ăn uống gì đó rồi úp chén nè, không sẵn sàng sẵn hết trơn rồi. À, đây dưa món nè, củ kiệu chua bỏ trong tủ lạnh rồi, có cái lò vi ba luôn, có cái lò vi sóng luôn nè. Ha. Vậy chứ là nhớ họ bên đang được bên đây không, cái lúc mình chỗ cũ á, nó vô mình thấy cục đẹp cũng chỗ cũ, nó đang được không, đang được bên cũ á. Mình đã tới cái khách sạn này rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lo thu xếp gọn gàng sạch sẽ
để mà ngày mai chào đón em mình nó từ sân bay vừa về. Thì hôm nay là cái clip này để mình đăng lên trước khi mà cái clip mà em bắt nó về đây. Thì mong mọi người hãy đón xem. Mình chào đón đứa em ở bên Canada, cuộc sống Kim Bình đó các bạn. Kim Bình cuộc sống Canada đó, như các bạn mà thường hay xem á thì các bạn sẽ biết ha. Hai Kim Hòa Fashion với Kim Bình là hai chị em. Thì hôm nay là về nước để ăn Tết ở Việt Nam. Mời các bạn hãy đón xem tiếp theo cái clip này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đóng cái video này lại nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo là ngày mai. Gia đình mình với chị em chúng ta đi trường đón Kim Bình cuộc sống Canada về đến nơi. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Bye.